Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong vòng 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thầy Park đáp trả cực hay khi huấn luyện viên U23 Indonesia ca khịa U23 Việt Nam, người hâm mộ hả hề. Còn 4 ngày nữa, môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh và trận đấu đầu tiên rất được mong đợi là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia vào ngày 6 tháng 5. Ngày 3 tháng 5, U23 Indonesia sẽ di chuyển bằng chuyên cơ đến Việt Nam và sự chơi sang của đội bóng này chứng tỏ đối thủ đáng gồm của U23 Việt Nam mong muốn tạo ra sự lật đổ ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games. Trước khi di chuyển sang Việt Nam, huấn luyện viên Sintajon nhấn mạnh, U23 Việt Nam chắc chắn là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở SEA Games. Tất nhiên, có những điều giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn vì họ là chủ nhà, nhưng chúng tôi đã lường trước được điều đó. Chúng tôi phải cạnh tranh để có được một kết quả tốt nhất, đạt được mục tiêu. Huấn luyện viên Sintajon chia sẻ, huấn luyện viên Ponser vẫn có thái độ hoài nghi về khả năng giành chức vô địch SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Ông chỉ khẳng định sẽ cố gắng hết sức chứ không dám đặt mục tiêu nào. Ở thời điểm này, huấn luyện viên Sintajon lại vô cùng tự tin về khả năng sẽ giành chiếc vô địch SEA Games. Ông cho rằng đội U23 Indonesia gặp khó khăn và mệt mỏi ở thời điểm này nhưng sẽ thể hiện phong độ tốt nhất ở giải đấu. Đồng hương của thầy Park đã công bố danh tính 20 cầu thủ dự SEA Games 31, trong đó có sự hiện diện của hầu hết các trụ cột và được tăng cường bởi một số ngôi sao của tuyển U19 và tiền vệ người Hà Lan nhập tịch là Mart một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của Garuda Muda. Còn đội chủ nhà U23 Việt Nam cũng tạm chốt danh sách 25 cầu thủ cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước SEA Games 31. Chiều ngày 1 tháng 5, đội đã có buổi tập tại sân Việt Trì và ông Park đã dành khá nhiều thời gian để nhắc nhở các học trò về tính chất quan trọng của các buổi tập khi thời gian đếm ngược ngày khởi tranh các trận đấu bảng A đã cần kề. Sự tập trung về tinh thần, sự chuyên tâm trong sinh hoạt, tập luyện là những yếu tố cần thiết để toàn đội có được sự chuẩn bị tốt nhất. Trên cương vị là đội chủ nhà của kỳ đại hội lần này, đồng thời cũng là đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games, áp lực đối với thầy trò huấn luyện viên Ponser là rất lớn. Bù lại, toàn đội đã được tạo những điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị, cũng như sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Tại buổi chiều qua ngày 1 tháng 5, toàn bộ 25 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn đều thể hiện tinh thần và thể lực sung mãn. Các nội dung giáo án ban huấn luyện đưa ra đã được toàn đội vận hành khá trơn tru với sự kết nối cao trên sân tập. Huấn luyện viên Ponser tỏ ra không hài lòng với chất lượng mặt sân Việt trì. Ông thầy người Hàn Quốc có ý kiến ngay với ban quản lý sân nhằm khắc phục vấn đề này trước ngày khởi tranh SEA Games 31. Huấn luyện viên Ponser tuyên bố mạnh mẽ: Chúng ta từng thắng U23 Indonesia ở SEA Games 30 năm 2019 và người hâm mộ rất kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm được chiến công này. Chúng tôi cảm nhận được sự chờ đợi của người hâm mộ và sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Theo kế hoạch, đội sẽ tiếp tục hoàn thiện về kỹ chiến thuật trước khi tiến hành chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ theo quy định của điều lệ tại cuộc họp kỹ thuật ngày 5 tháng 5 tới. Huấn luyện viên Ponser và áp lực trên ngai vàng Không có một sức mạnh nào, một thế lực nào là mãi mãi bất biến và không thể bị đánh bại. Và với tư cách là một đội bóng đương kim vô địch, thách thức với U23 Việt Nam cũng sẽ là không nhỏ trước thềm SEA Games sắp tới. Vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, ban tổ chức SEA Games 31 đã chính thức tiến hành lễ bốc thăm, chia bảng bộ môn bóng đá. Và ở nội dung dành cho Nam, Lá Thâm đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bản đấu cùng U23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor-Leste. Đây được đánh giá là một bản đấu không hề nhẹ nhàng với thầy trò huấn luyện viên Ponser, mà chính khuôn mặt không cảm xúc của ông Park khi tham dự sự kiện bốc thăm ngày hôm đó đã nói lên tất cả. Theo giới chuyên môn nhận định, nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games lần này sẽ không đơn giản với tuyển U23 Việt Nam, khi mà họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không hề nhỏ đến từ các đối thủ. Đội tuyển U23 Indonesia với dàn tinh anh của mình đang quyết tâm đòi lại tấm huy chương vàng sau 3 năm lỡ hẹn. Trong khi U23 Myanmar hay Timor Leste đều được đánh giá là ẩn số tại giải với lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực cùng tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc. Vì thế có thể nói là phía trước với thầy trò huấn luyện viên Ponser sẽ là cả một hành trình đầy chông gai, trở ngại để có thể đi đến vạch đích. SEA Games 31 chắc chắn sẽ là một giải đấu không hề dễ thở với U23 Việt Nam, ngay cả khi họ có được lợi thế sân nhà cùng nguồn cổ vũ tới từ hàng ngàn khán giả tại Việt Trì. Chưa cần nhìn sang bản đấu đối diện nơi có sự xuất hiện của kinh địch Thái Lan, thì tại bảng A, U23 Indonesia đang nổi lên như một kẻ thách thức thực sự đối với chiếc ngai vàng của đội tuyển U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Ponser chắc chắn sẽ không thể xem thường đối thủ này khi mà Phần Đông, cầu thủ trong tay huấn luyện viên Singapore đã chinh chiến ở AFF Cup vừa qua và để lại rất nhiều dấu ấn bằng lối chơi mạnh mẽ, tốc độ, kỹ thuật cùng sự bền bỉ đến kinh ngạc. Nhìn thoáng qua, đội hình được triệu tập cho SEA Games lần này của bóng đá xứ vạn đảo cũng có thể thấy rất nhiều cái tên từng đóng vai trò quan trọng trong thành phần đội tuyển quốc gia nước này tới Singapore đá AFF Cup như là các hậu vệ Rizky Rihol, Onfiendra Diwanga, Elkan Bangot, và Rudin Ariento, tiền vệ Rickmat Iriento, Sierrian Abimanyu. Cộng với hai cầu thủ cực kỳ tài năng đang thi đấu tại Slovakia cho FK Seneca, bao gồm Egy Molana Vikri và Quitan Suleiman hay ngôi sao Aslawi Mankulam đang thi đấu cho câu lạc bộ Ansan Riners, Hàn Quốc. Quả thực, U23 Indonesia đang cho thấy họ sẽ là một đối thủ xứng tầm với các học trò của ông Park. Đáng lo ngại hơn là khi dẫn dắt đội bóng vạn đảo lúc này lại là huấn luyện viên Sintayon, một nhà cầm quân có cá tính, năng lực cũng như rất giàu kinh nghiệm trận mạc và có am hiểu bóng đá Việt Nam, lẫn huấn luyện viên Ponser. Với một đội hình đã được trui rèn bản lĩnh qua trận mạc, kết hợp với một vị tướng giỏi, U23 Indonesia đang là vật cản rất lớn đối với U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Đó chắc chắn sẽ là một đối thủ rất đáng gờm nếu không muốn nói là rất khó bị đánh bại. Bên cạnh những áp lực đến từ đối thủ, U23 Việt Nam cũng đang gặp nhiều vấn đề nội tại khi lực lượng không được đánh giá cao như ở SEA Games 30. So với lứa cầu thủ trẻ của Indonesia, lứa cầu thủ U23 hiện tại của bóng đá Việt Nam không có những cá nhân nổi trội trên hàng tấn công. Thêm vào đó, yếu tố kinh nghiệm trận mạc cũng là một điểm hạn chế của đồng quân áo đỏ khi họ đã không được ra sân thường xuyên ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lớn tại câu lạc bộ trong những năm qua do pháp phải sự cạnh tranh khốc liệt với các đàn anh ngay cả với những cầu thủ trụ cột được đánh giá không thể thay thế ở đội U23 như là Thanh Bình hay là Việt Anh. Nếu như các đàn anh Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Trung không vắng mặt trên tuyển trong thời gian qua, chưa chắc là họ đã có cơ hội để ra sân thể hiện mình như ở trận gặp Nhật Bản. Nhìn chung, cái thiếu của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam lúc này là sự thực chiến. Khác với lứa cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức, họ không có nhiều cơ hội ra sân cọ sát thực tế, tích lũy kinh nghiệm trong cả môi trường đỉnh cao lẫn các trận đấu quốc tế, cũng như ít có cơ hội chơi bóng bên cạnh nhau và khi phải thi đấu dưới áp lực sân nhà rất có thể những chiến binh sao vàng sẽ ngã quỵ nếu không thật sự bản lĩnh bóng đá việt nam đã phải rất vất vả lắm mới có thể chinh phục thành công tấm huy chương vàng sea games và khó khăn sẽ nhân lên gấp bội với họ trên hành trình bảo vệ thành công từng giành được chắc chắn là ở vị trí người thuyền trưởng ông park sẽ phải làm tốt công tác tâm lý cho các học trò để họ luôn vào trận với một quyết tâm cùng khát khao chiến thắng cao nhất để bảo vệ tấm huy chương vàng sea games đồng quân áo đỏ sẽ phải nhanh chóng bịt các lỗ hỏng chuyên môn vẫn còn tồn tại của mình nên nhớ, một đội bóng không có điểm yếu sẽ là đội bóng rất khó bị đánh bại. Quan trọng hơn, họ cần phải thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch để bước lên bục cao nhất, thay vì chờ đợi sự may mắn trong thi đấu. Hoàn thiện bản thân và kiên cường trước áp lực, đó sẽ là kim chỉ nam cho thành công của đoàn quân áo đỏ tại giải lần này. Năm điều thấy được từ danh sách rút gọn U23 Việt Nam dự SEA Games 31 Huấn luyện viên Ponser vừa công bố danh sách rút gọn 25 cái tên U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Dưới đây là 5 điều thấy được từ lựa chọn của thầy Park. 1. Bộ khung chủ lực Những nhân tố tốt nhất hiện tại của U23 Việt Nam đều góp mặt trong danh sách vừa công bố. Các gương mặt đã khoác áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 được chia đều ở cả 3 tuyến. Bộ khung tối ưu của U23 Việt Nam gần như được định hình. Vị trí thủ môn gần như khó thoát khỏi tay Nguyễn Văn Toản. Hàng phòng ngự là sự góp mặt của Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô hay Nhâm Mạnh Dũng. Bộ đôi Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức vẫn là trái tim nơi tuyến giữa. Nguyễn Tiến Linh được kỳ vọng sẽ thường xuyên nổ súng bên cạnh sự hỗ trợ của Trần Văn Đạt trên hàng công. 2. Hai, Hai Long góp mặt Nguyễn Hai Long là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam trong nhiều chiến dịch từ vòng loại U23 châu Á đến Dubai Cup. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 2000 lại bất ngờ bị huấn luyện viên Ponser gạch tên danh sách ban đầu và chỉ được bổ sung từ ngày 25 tháng 4. Thế nhưng, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội vẫn là một trong 25 gương mặt rút gọn được lựa chọn. Hai Long được xem như phương án dự phòng chất lượng cho Hồng Dũng hay Hoàng Đức khi cần thiết. Cựu tiền vệ Thanh Quảng Ninh cho thấy nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường truyền sắc bén lên tuyến trên. 3. Bộ ba đáng kỳ vọng Đỗ Hồng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh là bộ ba đáng kỳ vọng nhất. Họ đều là những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Sự có mặt của ba nhân tố trên giúp sức mạnh của U23 Việt Nam gia tăng đáng kể. Dũng Chip được chờ đợi sẽ quán xuyến tuyến giữa với khả năng công thủ toàn diện. Trong khi đó, quả bóng vàng Việt Nam 2020 Hoàng Đức cần phát huy khả năng sáng tạo với những đường truyền quyết định. Tiến Linh, người đã 8 lần nổ súng vòng loại quân cúp 2022, có thể giúp thầy Park giải quyết bài toán ghi bàn. 4. Các nhân tố bị loại Những cái tên bị loại gồm Đặng Văn Tới, Bùi Vĩ Hào, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn và Nguyễn Văn Việt. Mai Xuân Quyết, Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh cũng không kịp bình phục chấn thương để góp mặt tại SEA Games 31. Những người bị gạch tên khiến người hâm mộ không quá bất ngờ bởi huấn luyện viên Phong sơn đã có trong tay nhiều nhân tố xứng đáng ở cùng vị trí. Vị thuyền trưởng 64 tuổi còn phải chọn ra 20 gương mặt cuối cùng theo quy định của ban tổ chức trong ít ngày tới và sẽ có thêm 5 cầu thủ nữa phải nói lời chia tay U23 Việt Nam. năm, Sự cẩn trọng của thầy Park những cái tên bị loại sẽ cùng với nhóm cầu thủ vừa được bổ sung tiếp tục tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu các nhân tố chính gặp vấn đề về Covid-19, họ sẽ là phương án bổ sung kịp thời cho U23 Việt Nam. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của huấn luyện viên Ponser trước chiến dịch lớn. Với sự chuẩn bị chu đáo, người hâm mộ kỳ vọng những chiến binh sao vàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 24h TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá nào đến từ chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo!